quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Trấn Thành thiên vị thí sinh Rap Việt khi cộng đồng mạng tranh cãi. Trấn Thành lại gây tranh cãi trong Rap Việt khi có hành động thiên vị. Tin Linh và thay của đội Showboy nói dài lòng. Như giám khảo tại tập 9 vừa phát sóng, Trấn Thành từng gây rất nhiều tranh cãi khi làm MC của Rap Việt. Màn ra mắt của anh ngay từ đầu đã không được ủng hộ, chẳng hạn như việc Trấn Thành muối mặt vì đọc nhầm tên thí sinh, khóc vì xúc động cũng khiến mọi người biến thành lùm xùm. Khán giả bàn luận dữ dội hơn khi mới đây trong tập 9 của vòng đối đầu, nam MC bị cho là nhận xét dài dòng như giám khảo, nói chiếm sóng và Trấn Thành đã thiên vị thí sinh Rap Việt. Cụ thể sau phần thi của thí sinh đội Showboy, Trấn Thành đã dành nhiều lời khen cho nữ rap Bơ Tilling, vô tình bỏ quên Hà Quốc Hoàng và AK-49. Không những vậy, Trấn Thành còn in hẳn lời phần rap của Tilling ra giấy để phân tích, nhận xét một cách tích cực bằng nhiều lời có cánh. Hành động của nam MC sau đó khiến nhiều người xem tranh cãi dữ dội, nghi vấn Trấn Thành thiên vị thí sinh Rap Việt. Cộng đồng mạng cho rằng nam MC không nhất thiết phải cầm hẳn giấy để phân tích như giáo viên như vậy. Việc đánh giá như một giám khảo khiến Trấn Thành mất điểm đi quá giới hạn MC. Bên cạnh đó, đa số cư dân mạng đánh giá ông xã Harry thiên vị Tilling quá mức cần thiết, không hợp lý, gây tổn thương cho AK-49 và Hà Quốc Hoàng, biến hai thí sinh vô tình thành vô hình trên sân khấu. Chưa hết, khi Tây và Gần đối đầu với nhau, Trấn Thành tiếp tục khen ngợi Tây nhiệt tình và bơ Gần. Nam MC nhắc đi nhắc lại tên anh chàng trong phần giới thiệu, khen ngợi hết sức của chàng rapper đại học quốc gia trên sân khấu. Điều này khiến Gần tỏ ra bối rối, lo lắng làm ảnh hưởng tâm lý khi chuẩn bị lên sân khấu. Trấn Thành khen ngợi Tây không ngừng, Gần cúi mặt khiến khán giả đánh giá Trấn Thành thiên vị thí sinh Rap Việt. Việc Trấn Thành thiên vị thí sinh Rap Việt được đánh giá bằng con mắt cảm quan của khán giả và dựa trên hành động thể hiện của nam MC. Hơn vậy, ông xã Harry còn gây tranh cãi khi nhận xét quá dài dòng chiếm sóng của các huấn luyện viên Rap Việt khác như Showboy, Karik, Binzy và Wuwi. Đây không phải lần đầu Trấn Thành dính phốt ở Rap Việt, cũng có nhiều ý kiến cho rằng format cuộc thi là đối đầu và Trấn Thành đang làm rất tốt công việc của mình. Việc bày tỏ quan điểm của Trấn Thành giúp chương trình thêm sống động, thú vị, làm không khí nóng hơn chứ không thể đánh giá anh thiên vị ai. Nhiều người vẫn giữ quan điểm khen ngợi sự hoạt ngôn và linh động của nam MC, đồng thời đưa ra nghi vấn có thể ban biên tập đã cắt giảm bớt những phần khen ngợi thí sinh khác, gây hiểu lầm, khiến Trấn Thành bị nghĩ là thiên vị thí sinh Rap Việt. Bên cạnh đó, Trấn Thành được đánh giá là người có nhiều cảm xúc. Anh từng 3 lần rơi nước mắt vì thí sinh khi đảm nhận vai trò MC. Hiện tại về phía Trấn Thành, anh chưa lên tiếng phản hồi về sự cố này.